Chào mừng các bạn đã đến với cơ khí tự động Funat. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm mô tô cổng âm sàn tự động. Cổng tự động sử dụng mô tô âm sàn là một loại cổng tự động được thiết kế để cung cấp tính tiện dụng và thẩm mỹ cao cho các khuôn viên, biệt thự, nhà xưởng hoặc các khu vực khác. Đặc điểm của cổng tự động sử dụng mô tô âm sàn là loại mô tô được cài đặt ngầm dưới mặt đất, thường dưới bê tông để tiết kiệm không gian và không ảnh hưởng đến thẩm mỹ của khu vực. Cổng này được thiết kế để tự động mở và đóng mà không cần phải được thao tác bằng tay. Điều này mang lại sự tiện lợi khi di chuyển ra vào khỏi ngôi nhà của bạn. Nó có các tính năng an toàn như cảm biến vật cản, giúp tránh va chạm và bảo vệ an toàn cho người và tài sản. Do mô tô được cài đặt ngầm dưới lòng đất, cổng sẽ có thiết kế gọn gàng và sạch sẽ hơn rất nhiều. Cổng tự động thường đi kèm với hệ thống điều khiển từ xa, cho phép người sử dụng mở và đóng cổng một cách thuận tiện. Hãy kết nối với chúng tôi theo số điện thoại 0788 672 673 hoặc truy cập vào website funat.vn để được tư vấn chi tiết kỹ hơn về sản phẩm. Xin cảm ơn.